Xin chào các bạn, trong video trước mình đã giới thiệu với các bạn về bộ inverter có chức năng là nâng điện áp từ bình 12V DC lên điện 220V AC và được rất nhiều các bạn quan tâm và có gọi điện liên lạc với mình. Và có một anh khách hàng tại Lâm Đồng có gọi cho mình và muốn đặt sản phẩm này. Anh khách hàng muốn sử dụng bộ inverter này trên ô tô vì anh ấy làm xây dựng và thường xuyên phải đi công tác đến những nơi vùng sâu vùng xa, những nơi không có điện và muốn mình hướng dẫn cách sử dụng trên ô tô. Chắc hẳn thì nhiều anh chị và các bạn cũng có nhu cầu như vậy, như là bạn muốn sạc laptop trên xe hơi chẳng hạn. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Thì đây chính là bộ inverter mà trong video trước mình đã giới thiệu với các bạn. Và đây là một bộ dây điện đi kèm, có một đầu là rắc càng cua và một đầu là kẹp cá sấu dùng để kẹp vào bình ắc quy. Nhưng trong trường hợp này thì chiếc rắc không sử dụng được mà chúng ta sẽ sử dụng điện 12V từ bình ắc quy thông qua tẩu sạc. Do đó chúng ta sẽ phải chế lại dây. Mình có một chiếc đầu tẩu sạc trên xe hơi như thế này và mình sẽ dùng nó để chế ra sợi dây kết nối. Mình sẽ hà nó vào một sợi dây điện. Việc đầu tiên mà mình cần làm đó là xác định xem chân nào là chân dương và chân nào là chân âm. Như vậy đây là chân dương, còn chân còn lại là chân âm. Và giờ mình sẽ hà nó lại. Ok, như vậy là mình đã hàn xong. Và bây giờ thì mình sẽ làm chân kết nối với cửa của inverter. Với chiếc inverter này thì bạn có thể dùng khá là nhiều cách, như là sử dụng rắc càng cua như thế này cũng được. Còn ở đây thì mình sử dụng chiếc rắc bắp chuối này. Mình sẽ lối dây vào đây. Bạn cho dây vào và siết chặt lại.
Ok, như vậy là xong. Và giờ thì bạn có thể cắm vào chiếc tàu sao trên ô tô. Như vậy là mình đang hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc inverter trên ô tô. Thông tin chi tiết về chiếc inverter thì mình sẽ đặt trong phần mô tả của video. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi liên quan thì có thể để lại trong phần comment hoặc liên lạc với mình theo thông tin ở trong hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.